Số Hoa Phương xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Hôm nay Số Hoa Phương xin giới thiệu sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Tổ Kén Cang Đông Hàn Quốc. Là sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên với công thức thành phần đã được các nhà khoa học nghiên cứu không gây hại cho sức khỏe. Sản phẩm được sử dụng như một phương thức hỗ trợ sức khỏe từ bên trong. Công dụng nổi bật của An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Cang Đông Hàn Quốc. Thứ nhất là tác dụng chữa trị tai biến mạch máu não đột quỵ, giúp chữa trị các triệu chứng liệt toàn thân, liệt tay chân, xuất huyết não, tê liệt ở mạch, tâm thần, hôn mê, hỗ trợ phục hồi thần kinh trung ương ở những người mới bị tai biến đột quỵ, chứng liệt nửa người, rối loạn chức năng ngôn ngữ, hỗ trợ ổn định huyết áp, đau thấp, tim đập nhanh, co giật, hô hấp khó, rối loạn thần kinh thực vật, bất tỉnh. 2. Tác dụng phòng ngừa tai biến đột quỵ, ngăn ngừa tình trạng chảy máu não, xuất huyết não, phòng và điều trị bệnh lý về tim mạch, huyết áp, ức khí dưỡng huyết, hỗ trợ cho các trường hợp khí huyết không đầy đủ, đầu óc thiếu tỉnh táo, đi lại nói năng khó khăn, hoa mắt, nhức đầu. 3. Tác dụng hỗ trợ sức khỏe, tốt cho người bị suy nhược thần kinh, áp lực công việc, phải lao động trí óc với cường độ cao hay phải đối mặt với biến cố lớn trong cuộc sống. Hỗ trợ điều trị bệnh nhân thiếu máu não, rối loạn tiền đình, tắc động mạch vành, phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh. Đối tượng sử dụng An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Tổ Kén Cang Đông. Người bị biến chứng do tai biến mạch máu não, tê liệt mạch, tay chân, rối loạn ngôn ngữ, khó thở, vân vân. Người bị huyết áp thấp, người bị rối loạn tiền đình, rối loạn thần kinh thực vật, tim đập nhanh, trí nhớ suy giảm, người phải làm việc trí óc căng thẳng, người lớn tuổi. Hướng dẫn sử dụng An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Cang Đông Hàn Quốc. Bóc vỏ lớp vỏ nhựa, lớp sáp, lớp giấy bóng bọc bên ngoài viên thuốc. Nhai viên thuốc và uống thêm nước ấm. Trường hợp để phòng ngừa hay điều trị các chứng thiếu máu, đau đầu, tiền mãn kinh, rối loạn tiền đình, dùng 2 ngày một viên, mỗi đợt dùng 5 hộp. Trường hợp người bị tai biến cần dùng mỗi ngày một viên trong 30 ngày đầu, tùy vào mức độ nặng nhẹ và mỗi đợt điều trị sẽ dùng từ 5 đến 7 hộp, cần kết hợp các bài tập bổ trợ cùng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp. Thành phần chính trong An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Tổ Kén Cang Đông Hàn Quốc hợp 10 viên, gồm có bồ hoàng, cam thảo, củ hoài sơn, thần khúc, nhân sâm, linh lương giác, ngưu hoàng, long não, vỏ quế, a dao, giá đậu nành, đương quy, bạch thược, bạch chuột, rễ hoàng cầm, mạch môn, phòng phong, xài hồ, rễ cắt cánh, phục linh, quả mơ, xuyên khung, bạch liễm, gừng và một số chất khác. Để mua sản phẩm gọi điện đến số 0925 366 299 để được tư vấn và mua sản phẩm. Nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ shop Hà Phương. Cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn.